Hello các bác nhá, hôm nay anh Nguyễn sẽ tháo một đôi loa JBL nhập khẩu loại 1 Trung Quốc. Thì anh em nhìn thấy căn cứ nhá. Đầu tiên nó là sơn cát. Riêng cái sơn cát này báo cáo anh em nó lấy móng tay cọ này thì nó mòn ngay luôn thế này. Không bay sơn đâu nhá. Cái này công nghệ nó phải công nghệ nó có mà mình như mình không làm được không? Bát là màu móng tôm anh em nhá. Cân lụa tầm dầu 3 sóng. Mà cái này thì đương nhiên rồi. Và tí anh em bắt chỉ ra. Cái của Việt Nam mình nhái với là chưa có công tắc để tắt cầu, tắt chiếc. Đấy. Và cái công tắc này nó phải chạy có phần tần anh em chú ý, nó không phải tắt ngọn. Lưu ý này, không phải tắt ngọn. Mà nó sẽ cắt tức là chạy vòng cái chiếc này vòng. Cái này thì phải cực kỳ hiểu mới làm được cái phần tần này chứ. Đây. Đấy. Đây là công tắc tắt cầu này, tức là cái cầu này nó sẽ chạy qua phần tần này. Nó không phải tắt ngọn, nó lộn lên. Đây ví dụ nhá, anh nghe tép này tắt đi nhá. Để xúp vào này nhá. Đây tép vào nhá. Này tắt này. Đấy. Anh nghe chưa? Đấy, cái công tắc này nó sẽ lộn. Rất là khó hiểu mà cái này em không em mất lúc con cứ đó ngày em nghiên cứu nó ra cái đường chạy đó. Đấy. Lên này. Người về đây. Chậm luôn. Chậm luôn đấy. Như này thành chậm luôn. Đấy cho nên là phần tần ra bàn đi. Đây phần tần bông gươm rất đẹp anh em nhé, gỗ ép từ 220 họng 100 anh úp đây nhìn nó dễ này. Đấy, từ 220 họng 100, từ 220 họng 100 này anh ấy dùng em 25 đấy. Cái màu là màu xám này, bát là màu xám này. Chắc là từ 17 học 74.2 nhá. Chứ không phải 072.2 là 74.2. Nhớ cái học kèn nó đấy. Cái này dùng tuyệt đối an tâm. Hỗ trợ hai giá cắm. Đây. Bật tép đi. Đây các bác nghe dòng JB75 đánh tiếng rất lực, nó căng mà lời nó rộng, karaoke rất sáng. Trời xuôi trên cây còn lá lá xanh kia. Trước mắt các bác là anh em đó là loa JBL 75 hàng nhập khẩu Thiên Lan, bát 40 từ 220 hàng 100 chắc là thời gian có công tắc tắt chắc nhá. Và đánh tốt với đôi này các bác sử dụng em cụ đẩy 3.800 này 32 tiền à, cộng thêm đôi loa này và đôi loa 30 nữa. Với đôi loa này thì các bác đánh cho em của đời này cộng thêm đôi 30 vào đây nhá. Bác này ở Tư Kỳ chuyên buôn gà. Rất nhiều dòng loa. Đôi này giá 13 triệu nhá, bao ship 75 hàng nhập khẩu Thiên Lan. Lấy con này mà xét 43 này hát hay lắm. Em đi lắp nhiều rồi rồi. Cứ đẩy à. Còn ba cái bích này hát xuống. Mấy cái đập tiếng thôi, thế xong rồi quá. To được biết rồi. Sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh.
Loa CBL 75 thì nó mở rộng cái thị trường về karaoke rất tốt anh em. Ôi số hay không? Khi lá hoa thật nhiều, trái tiêu phương đầy quanh. Hát rất là nhàn. Hôm nay là bộ một gian một karaoke thôi nhé. 1, 2, 3, 4. Với nhiều câu khác nhau, với nhiều phân khúc khác nhau. Tuyệt vời luôn. Sẵn sàng, mọi người lúc nào sẵn sàng luôn.